chiều bên sông thấp thoáng ai đưa con đò, tiếng đàn bầu nao lòng người xa cô hương. Nhà bên sông có một người lặng lẽ, mắt nhìn theo bóng người cuối chân đê. Phận hồng nhan có mấy ai an lành, cuối dòng đời xuôi ngược cùng hư không. Giữa dòng trôi biết đâu bên trong bên đục, tiếng hò nghe nghẹn lòng bến sông xưa. Có giọng hát hay, làm say đắm lòng người. Đúng, người đã đẹp rồi mà giọng hát còn trong như vậy, đúng là hiếm có. Đúng là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Người về đây, mời. Hay quá, mời. Mời, mời. Công nhận hát hay quá. Còn chờ ai, tia nắng soi rừng rừng, đôi bờ bỗng nghe chim nhắn tìm nhau. Màu thời gian còn chưa phai sắc, sắc nước hương qua đôi bờ sông vô tình quê. Có hay chăng thuyền tình ơi hãy chờ chờ ta, bao tháng năm trôi qua những người vẫn luôn mong đợi tình chung. Mời anh. Hay quá. Mời. 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 Uống đi à. Cô Phụng Kiều. Dạ. Tôi thành tâm mời cô ly rượu. Dạ. Cảm ơn ông. Ly rượu này Phụng Kiều xin cảm ơn các ông chủ lớn đã bỏ chút ít thời gian tới đây nghe Phụng Kiều hát. Cô đã đẹp mà lại có giọng ca ngọt ngào như vậy, khó kiếm lắm. Phụng Kiều có việc, Phụng Kiều xin phép đi trước ạ. À.
Xin mời. Mời anh. Con chào má. Ừ. Ủa, Gia Bay đâu mà sáng giờ má không thấy gì lụa? Dạ, con mời má. Hình như con thấy cha đi đâu từ hồi sớm rồi đó má. Trời, con chào má ba. Cái ông này, lúc này sao mới sáng sớm mà đã đi rồi? Đi đâu hoài má cũng không biết nữa. Dạ, con xin phép xuống dưới nha. Thì tại dạo này cũng ít việc mà chị. Ừ, thì ít việc tại vì á, ổng giao hết việc cho thằng Sanh nó cán đáng rồi, cho nên á, ổng mới nhàn hạ như vậy đó. Ê, đúng là nhàn cư di bất thiện mà. Thôi mà chị, có mấy khi đâu. Cũng một thời gian rồi đó, từ lúc thằng Thắng vào tù, ổng mới được thảnh thơi như vậy. Ừ, thì thằng Thắng á, nó vào tù, còn chị Cả thì vào chùa, còn con Thắm á, thì mai mối rồi lấy chồng, bây giờ ở tuốt trên Sài Gòn luôn rồi. Nhà cửa bây giờ vắng que, ra vô cũng thấy buồn. Bởi vậy đó, ông mới đi ra ngoài cho nó khuây khỏa. Cái nhà này á, từ lúc mà vắng chị Cả hả, tự nhiên thấy vắng vẻ hẳn đi đó. Biết đâu á, vài hôm nữa ông lại rước thêm bà Tư về, lúc đó cả nhà mình lại trở nên nhộn nhịp hẳn thôi. Vì muốn như vậy hả? Chứ tôi á, thích yên tĩnh hơn là ồn ào. Nè, đập tiền phía chợ đi. Nè lên. Ông này nữa, đập phía chợ. Nè, nhìn cái gì? Đi. Đưa phía chợ đây. Bà này đưa tiền đây. Đưa phí lẹ lên. Bà này nữa, lẹ lên. Tiền nhanh lên. Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây không? Đại ca, lấy cái này thay tiền đại ca. Lần sau không được thiếu nữa cái chưa? Lấy cái này đổi tiền đó. Bến hết đi. Sao tôi không đôi? Bà nhìn cái gì hả? Bà kia nhìn cái gì? Bà ngó cái gì? Bán đi. Bến hết bà con cô bác ơi. Phí chợ thì chậm trễ. Bánh đi mấy chú ơi. Nhìn cái gì? Bánh nóng hổi đây. Ủa, Bình, lại đây. Sao rồi con? Má ơi, con cũng đã đi xin mấy chỗ rồi, mà người ta nói chỗ nào cũng đủ người hết, không có cho con mần. Thôi con đừng có buồn nữa, bữa nay kiếm không được thì ngày mai kiếm tiếp. Dạ. Nghe con, từ từ rồi cũng sẽ có sáng người giờ, cần mình mà. Má có bán được gì chưa má? Chưa con, má mới dọn ra chưa có bán được gì hết á. Nè, bà già, nộp tiền phía chợ. Nộp tiền coi. Dạ. Mấy anh ơi, mấy anh thông cảm. Má con của tôi á, từ xa tới đây, mà từ sáng tới giờ cũng chưa bán được cái gì hết á. Dạ, dạ đúng rồi. Ý mày là sao? Dạ. Từ phương xa tới đây là không nộp thuế hả? Dạ, dạ không dạ, có. Dạ, cậu thương tình giùm. Má con tôi á, thiệt tình là không có đồng nào hết á. Ê, tụi bay làm gì vậy? Thôi bây giờ hai mẹ con đúng không? Dạ. Đưa tiền cho tụi nó đại đi, tụi nó đi rồi buôn bán chứ có dạ, gì đâu. Dạ thú thiệt với cậu. Sáng giờ dạ, má con tôi chưa bán được đồng nào dạ, cậu rồi. Ơi, vậy là dạ, không có tiền. Dạ. Dạ. Vậy giờ tôi bắt bà nhịn đói bà chịu được không? Cậu thôi chắc được á. Cậu ơi. Ê, mấy người làm gì vậy? Nè, mấy người đừng làm vậy nha. Con mắm này, mày là ai? Mày dám xen vô chuyện của tao hả? Con mắm hả? Ê, ê, mở hai gì á? Đại ca, giờ sao đại ca? Nè, tôi nói cho mấy người biết nha, thanh niên trai tráng sao không đi kiếm việc làm đi?
ở đây bày trò cướp giật của người ta hả? Bày trò nó một bài học. Đúng cái gì? Lao. Tôi nói cho mấy người biết, đây là đất của ông hội đồng nè. Ông hội đồng không bắt người ta đóng tiền thì thôi, mắc mới gì tới mấy người. Đi. M2 đúng không? Xin lỗi nha. Tránh ra. Làm cái gì? Ma gì đâu không. Coi chừng đó. Quỷ ma gì đâu không mà. Nè, anh có sao không vậy? Cảm ơn mợ. Tôi không sao. Dạ. Cảm ơn mợ hai. Dạ, cảm ơn mợ hai. Nè, mấy cái bánh này á, tôi sẽ mua hết cho. Dạ. Trả lại cho tôi đi. Dạ. Dạ nhưng mà cái bánh nó bị dơ hết rồi mợ ơi. Dạ. Không có sao hết á. Nè, tôi sẽ mua hết cái này. Có. Nhưng mà mợ hai. Đây. Dạ thôi. Dạ. Tôi sẽ mua hết. Khỏi thôi. Khi nào mà dì bán về á, lấy tiền mua thuốc cho ảnh. Nè dì. Dạ. Cảm ơn dạ, mợ. Cảm ơn mợ. Đội ơn mợ. Đội ơn mợ. Phụ mợ hai đi con. Dạ. Mợ hai ơi, mợ hai thiệt tốt bụng. Không có gì hết. Mạnh có sao không vậy? Dạ không sao đâu mợ. Cảm ơn mợ. Thôi. Thôi. Còn nhiều lắm thêm mà mợ. Thêm đi mợ. Được rồi, tôi về nha. Dạ. Dạ cảm ơn mợ hai. Con đem qua đây. Hên về hay cũng may là có mợ hai giúp mình đó. Đem dạ. Gánh vô đi con. Con à, con hội đồng tốt thiệt con ha. Dạ. Mình về thôi con. Bà đừng có buồn nữa. Nếu như mà bà thành tâm á, thì sớm muộn gì bà cũng thực hiện được ý nguyện thôi à. Chắc có lẽ nghiệp chướng của ta quá nặng, chưa đủ duyên với cửa Phật, cho nên sư thầy chưa chịu xuống tóc cho ta. Thôi thì mọi chuyện cứ để tùy duyên vậy. Vô đi mấy ông. Qua bên kia ngồi kìa. À. Ê, đại ca đâu rồi? Ổng điền sao kìa. Dạ, cái thằng. Xin lỗi. Dạ, tôi xin lỗi nha. Xin lỗi. Ây da. Đã. Cô ơi. Cô ơi. Cái này của cô. Tôi cảm ơn nha. Cô ơi. Cô có phải là Phụng Kiều sống ở Cù Lao Xanh không? Đúng rồi, là tôi đây. Mà anh là ai? Sao anh lại biết tôi? Tôi nè, tôi là Lợi, con của ông quản gia Thuận. Cô không nhớ tôi hả? Xin lỗi nha, đợi mình có lâu không? Không sao. Cho bạn nè. Cảm ơn nha. Bạn ăn đi, nóng lắm á. Cảm ơn. Ui, sao bạn có nó vậy? Của má mình á. Bạn thấy sao? Đẹp không? Rất đẹp. Nếu mình cài lên chắc sẽ đẹp lắm. Để mình cài cho nha. Ừ. Anh Lợi. Ừ. Tôi nhớ rồi. Nhưng mà sao anh có thể nhận ra tôi được vậy? Là do cây châm đó. Cây châm, tôi cặp cây châm lên là tôi ngờ ngỡ. Rồi tôi nhớ một hồi tôi nhớ ra cô liền à. Chắc là mẹ đã phù hộ cho tôi để có thể gặp lại được anh.
Cậu hả? Cái gì mày, làm tao hết hồn. Cậu làm gì mà cậu đứng thơ thơ thẩn thẩn vậy? Rảnh rỗi quá không biết làm gì, ngắm chim trời cả biển vậy thôi. Cậu ở đây đâu có biển đâu mà cậu ngắm. Mày đuôi hả? Nguyên cái hồ nè. Thì mày tưởng tượng là biển đi. Cái hồ cũng tưởng tượng cái biển được luôn. Trà đâu? Dạ đây, bình trà thứ 6. 6 bình rồi đó hả? Ngắm chi không biết mà hết 6 bình trà. Vậy con chào cậu, con vô nghe. Ông quên. Cậu gì nữa? Con có chuyện này muốn nói với cậu. Chuyện gì? Kệ tại nó nhỏ nữa hen. Thôi mày nói lớn đại đi, bây giờ ở đây không có ai đâu. Mày nói nhỏ tao nhột lắm. Con vừa phát hiện. Vừa thôi ông nội. Mày lúc nào cũng làm quá hết à. Ai biết, cậu kêu nói lớn. Nói bình thường. Rồi cậu. Gì? Con vừa phát hiện một cái chỗ thiên đường. Thiệt tao tưởng có mình tao khùng mà mày cũng khùng nữa. Ở đây làm gì có thiên đường, thôi mệt quá mày đi vô đi. Đi vô. Tao. Đừng nghe. Mày mới nói gì? Mày nói là mày mới tìm được một thiên đường hả? Dạ, một thiên đường, đã lắm. Có thêm chữ đã lắm nữa. Thiên đường đã lắm. Ở đâu? Dạ, chào ông. Dạ, mời ông vào nhà. Dạ, mời ông ngồi. Cô sống có một mình sao? Dạ, mời ông dùng nước. Cảm ơn cô. Ông có công tới tận đây, chắc là có chuyện gì cần dạy bảo à? Tôi đi thăm đồng, sẵn rồi dạo một vòng luôn. Xin lỗi, cha má cô đâu? Sao cô sống có một mình à? Dạ, đây chỉ là nhà mướn, còn cha má tôi đã đi xa hết rồi. Cô đúng là một cô gái đặc biệt. Cớ sao ông lại nói như vậy? Bởi vì cô không chịu nhận quà, cô cũng không chịu gặp ai. Nói thật với cô là tôi từng gặp và tiếp xúc rất nhiều cô gái, nhưng người như cô là lần đầu đó. Dạ, xã hội nào cũng có người giàu, kẻ nghèo, người hiền, kẻ ác. Phụ nữ tụi tôi cũng vậy. Tuy là tôi làm nghề buôn bán lời ca tiếng hát, nhưng mà tôi không có làm mất đi lòng tự trọng của mình. Chị hai, ai chọc chị á mà nhìn chị có vẻ bực bội quá vậy? Đúng như những gì tôi dự đoán mà, ổng sắp rước thêm bà Tư về nữa đó. Sao chị biết? Dì quên á, chúng ta cho người theo dõi họ rồi sao? Người đó khi nào về? Về rồi. Tôi nghe cậu ta nói á, ả là một gã đào hát đó.
Là đào hát sao? Ừ. Nè, mình phải làm sao á, không để cho ả về cái nhà này được. Rồi chị tính làm sao? Mình phải ra tay trước chứ tính làm sao nữa. Bà này, lên nữa đi anh. Chỗ đó. Lên nữa, lên nữa đi. Nữa hả? Tao ơi. Được. Tao ơi, con thấy lần này là không xong nghe cậu. Mày không xong rồi đó, không xong rồi đó cậu. Mày cứ uống đi, không có sao đâu. Không xong, không xong cậu ơi. Giờ uống, uống đi mấy em. Uống đây không xong rồi. Không xong cậu ơi. Không xong cậu ơi. Đi đâu vậy? Không xong rồi. Đang uống uống vui mà đi đâu? Con thấy không xong rồi đó. Giờ mà không xong, không xong thì mình ngồi đó, để tao uống với mẹ em. Uống đi mẹ em. Vui quá, vui quá trời vui luôn. Uống nữa. Thằng Tèo đúng rồi. Thằng Tèo, sao mày ngồi đây ngồi đó sao uống? Mình lớn tới ngồi mới uống được. Trời ơi, mày xịn hả Tèo? Tèo ơi, Tèo ơi là Tèo. Cậu là cậu nói con nghe là cậu đuối luôn rồi. Uống em uống rồi. Rồi có gì ghé đi chị Bảy ơi. Rồi rau mới thấy luôn. Đi em Bảy ơi. Nè cậu Lợi. Ghé coi đi anh hai. Mời cậu ngồi. Coi cải đạo khứ lửa đi anh. Cậu Lợi à? À, ông gọi tôi lại có chuyện gì không? Tôi thấy cậu thường đi chung với cô Phụng Kiều. Chắc cậu cũng biết về gia thất cô ấy cũng nhiều hả? Coi là tôi khác mà nghe hả mày? Đâu vậy đó em? Dễ thương quá. Mấy anh muốn gì đây? Mấy anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Mày làm gì vậy? Bắn người ta! Cứu! Cứu người ta! Bắn người ta! Đừng có đánh nữa mà! Cứu tôi với! Phá đám tàu! Bắn người ta! Cứu người! Cứu người!
Anh có sao không anh? Trời ơi, anh chảy máu kìa. Anh có sao không? Tôi không sao. Em cảm ơn anh nhiều nha. Thôi anh, để tôi đưa cô về. Dạ. Anh có sao không anh? Anh có sao không? Tôi không sao. Để tôi đưa cô về. Anh đi được không? Được, tôi đi được. Nhà nằm nghỉ mà ra đây làm chi vậy? Để mấy chuyện này tôi làm cho. Để mình lo, từ chuyện nhà đến chuyện ngoài ruộng đồng, mà tôi á không có giúp gì được cho mình hết. Tôi thấy mình tệ quá. Thôi mình đừng nói vậy, đi vô trong. Mình ngồi đi. Mình à, mình là vợ chồng mà. Huống chi mình đã vì tôi bỏ nghề ca hát và cùng tôi sống đồng cam cộng khổ như vậy, tôi thấy tôi có lỗi với mình quá. Nếu không lấy tôi thì bây giờ chắc mình đã có cuộc sống giàu sang sung sướng rồi. Mình đừng có nói vậy mà. Tôi không có hối hận đâu. Tôi thương mình lắm. Má, má uống nước đi má. Má đừng làm con sợ mà má. Tí sẽ mượn được tiền mua thuốc cho má mà má. Má, má đừng làm con sợ mà má. Má ơi má. Mình đừng có nói như vậy. Tôi tệ quá. Tôi không có lo được cho mình. Em không sao đâu. Mình đừng có lo. Mình có sao mình? Tôi giao con là
Cho mình. Không, tôi sẽ tìm cách tôi mượn tiền. Tôi sẽ dạy dỗ cho mình. Mình yên tâm đi. Sẽ chạy chữa được mình cho mình. Mình sẽ hết mình. Mình sẽ hết mình mà. Đứa nào ngồi trước nhà tao vậy bay? Ủa sao vậy? Sao ra nông nổi này vậy? Dạ, dạ con không có chỗ ở. Con không biết đi đâu hết. Con đói lắm. Ba mẹ con đâu? Dạ ba mẹ con mất. Thôi được rồi, vô đây vô đây. Vô đây rồi cậu cho con ăn nha. Mẹ nó. Vô đây ăn nha. Mạnh tay lên coi. Mm.
mạnh nữa. Mày chưa ăn cơm hả mày? Mày chưa ăn thiệt. Thôi lui ra coi. Tâm lẹ đi. Mạnh lên. Từ trên xuống dưới. Tao giận cái bản mặt của mày, tao ghét quá hả? Vừa lấy cái chén cho tao coi. Dạ. Trời ơi, cái đồ ăn hại mà. Cái đồ ăn hại mà. Ôi, ôi, chết con này, chết. Chết cho tao nè, mày chết. Ăn hại à, mày đem dẹp rồi hốt cho đâu mà kia cho bà. Nhanh lên. Đúng là xui thiệt. Trước cái thứ ăn hại về mà. Lẹ lên đi, hốt lẹ lên. Ra ngoài đó để đó đi. Rồi vô đấm tiếp cho tao nghe chưa. Mày đi nhanh nha. Mày nhìn tao nè, mày làm cái gì vậy hả? Cầm đồ đi đi, lẹ lên. Đi. Rồi quay vô đấm bóp cho tao tiếp, nghe chưa? Thứ gì đâu á. Cái đồ ăn hại gì đâu không hả? Cho nó ăn cơm chưa gì kỳ cục vậy. Nhìn cái mặt biết ơn ác với người ta rồi. Mạnh chút nữa. Bởi vậy cái con này mình phải đánh nó mới có sức nó làm, thấy không? Tôi kể cho ông nghe hết rồi đó. Thôi, tôi xin phép. Cảm ơn cậu. Mấy người tính làm gì vậy? Tôi muốn xin quen một tí quyết. Tôi đâu có thù oán gì với mấy người đâu. Tại sao mấy người lại muốn hại tôi? Phải, nhưng cô không được lòng người thê tụi tôi, hiểu chưa? Tôi xin mấy ông đó, đừng làm vậy. Tôi mặt đẹp vậy, có vậy với thẹo chắc ổn lắm đây. Không xin cần phải nói nhiều. Thay cho tôi đi. Cũng có sao không? Có sao? Cũng may là có anh. Tôi không sao hết. Chứ nếu không Tôi không biết làm sao luôn á. Nhưng mà sao tụi đó lại đòi giết cô vậy? Tôi cũng không biết nữa. Mà cô có đắc tội với ai không? Tôi đâu có. Tôi không biết mấy người đó là ai nữa. Thôi để tôi đưa cô về. Đi.
thấp thoáng ai đưa con đò, tiếng đàn bầu náo lòng người xa cố hương. Nhà bên sông có một người lặng lẽ mắt nhìn theo bóng người cuối chân đêm. Phận hồng nhân có mấy ai an lành, cuối dòng đời xuôi ngược cũng hư không. Giữa dòng trôi biết đâu bên trong bên đục, tiếng hò nghe nghẹn lòng bên sông xưa. Hò ơi câu hò ngày xưa, sao không mang theo những nụ cười ấm lòng người xứ quê. Hò ơi mấy nhịp cầu tre, tiếng điềm điềm kêu con nước lớn nước sông lòng người đổi thay. Đêm nghe câu ru hơi sao nghe lòng vẫn đau. Ba ơi, đưa thầy cứu con. Đối đầu với hiểm nguy. Ra đi. Đã đến lúc mày xuống mau rồi. Đối mặt với tử thần. Tên hung thủ chính thắng. Bản lĩnh kiên cường ấy đã khuất phục bản năng nguy hiểm. Tội phạm giết người đều có mặt khuôn mặt rất là ác và có ác cảm với người xung quanh. Chết đi. Với Gió Thành Tâm, Lê Bê La, Hòa Hiệp. Đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bản Năng Nguy Hiểm 19 giờ từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 năm 2016.